tự do công chúng như ba là bên cảnh từ xe dừng lại bên kia cầu bên lít nhà ai làm đây rất cõi lòng ta. Họ không là những nhạc sĩ tài quá, nhưng đời gian khổ là bài ca đầy. Bài này tôi biết vì tôi so với bên cảnh. Mỗi khi có dịp xuống Hậu Giang và đi ngang qua cầu Bến Lức, tôi còn nhớ mãi những lời ca náo nùa của em bé thơ ngây hát vào ở Giang. Chúc cho anh lên. Những ngày tre em dắt trước theo anh là em cất lên tiếng ca hay là xuống trong điệu người có kìa nhịp 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 rừng ơi mưa rừng hạt mưa nhai mưa triền miên phải chăng mưa buồn tình đời mưa sầu vì lòng ôi buồn làm sao ta đầy tham nhau. Không ai bảo ai nhưng đã sẽ yên lòng và đâu đây đó. Như có cái băng áo là mình bán ở ngoài chị nghĩ luôn gió lòng từ xa như quả theo nhà cô ngoài. Anh biết không, nhậu như là nhậu anh không lớn nhậu qua 18 rồi chứ. Hai năm trời mới gặp lại, hôm nay mới trùng phùng ống sữa dây đàn thì thân thành lóng nhỏ mới trở sang cái lời này làm như nó quá là nhang ơi, nó có sửa lại à. Ai có nghe chàng câu hò đây mê vô đây em chùa trời khuya anh sẽ đưa ba cô lát lát đưa ba cô dậy hãy nói rồi dạ lát nghe não nuột lòng ơi. Rồi rồi, một lát là ba em là Long nhỏ đưa ba em về. Ha, hồi nãy nói là phải làm. Có bằng chứng đây mà. Rồi nghe thiệt là em không đưa nha. Long để cho quyền tự do công chúng nha. Ba là bên cảnh từ xe dừng lại bên kia cầu bên lít. Nhà ai làm đây rất cõi lòng ta. Họ không là những nhạc sĩ tài quá, nhưng đời gian khổ là bài ca đầy. Bài này tôi biết vì tôi so với bên cảnh. Mỗi khi có dịp xuống Hậu Giang và đi ngang qua cầu Bến Lức, tôi còn nhớ mãi những lời ca náo nùa của em bé thơ ngây hát vào ở Giang. Những ngày tre em dắt trước theo anh là em cất lên tiếng ca hay là xuống trong trưa điệu người có kìa nhịp 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 rừng ơi mưa rừng đầy tham nào
tứ xong mà một bà đâu như đây như có nghe là bắt nhau là mình bán ra qua chị gặp lại. Hôm nay mới trùng phùng ống sữa dây đàn thì thân thành lóng nhỏ mới trở sang cái điều khác. Cái lời này làm như nó quá là nhang ơi, nó có sửa lại à. Đường đây, ai có nghe gian câu hò đây mê vô đây em dù trời khuya anh sẽ đưa ba cô lát lát đưa ba cô dậy. Hãy nói rồi. Dạ lắm. Nghe nào ngột lòng ơi. Rồi rồi, một lát là ba em là Long nhỏ đưa ba em về. Nha, hồi nãy nói là phải làm. Có bằng chứng đây mà. Rồi nghe thiệt là em không đưa nha. Đồ đạc của anh còn đầy mê luôn. Kêu sư tấm cho lâm ghế ngồi bàn này trang điểm của lưng lên là giường nó nè là cái thứ đồ vật mà ngày xưa anh là chị lưng lên khăn mà cũng còn luôn, cái phòng mà không có ai vô hết mọi người, vì nịch cũng còn luôn ha. Giường ngủ của anh Long á, vì nịch của anh là đi diễn đi đồ là còn đây luôn ha, móc rồi cũng còn luôn, đồ đạc của anh còn đầy đây luôn, kêu sư tấm cho lâm ghế ngồi bàn này trang điểm của lưng lên là giường nó nè. Cái đồ vật mà ngày xưa anh là chị luôn đây khăn mà cũng còn luôn, cái phòng mà không có ai vô hết mọi người, vì nịch cũng còn luôn ha. Giường ngủ của anh Long á, vì nịch của anh là đi diễn đi đồ là còn đây luôn ha, móc rồi cũng còn luôn.